cùng quay trở lại với vòng 3 của Bố Là Tất Cả được mang tên Bữa Ăn Yêu Thương. Và ở vòng 3 này thì ở trong chiếc hộp này sẽ có một số cái món ăn mà các bé yêu thích và cũng trong cái khả năng của hai bố luôn. Thì bây giờ hai bé sẽ là quánh tu xì. Ai thắng thì chúng ta sẽ được bốc thăm ở trong đây ra một cái món ăn. Nhớ nha, cái kéo nè, lẹ quá vậy, cái búa nè, cái bao nè. Đúng rồi. Chứ chơi mà đừng có chơi cái giếng nha mọi người. Không có cái giếng cho mọi người. 3, 2, 1. Rồi xong rồi. Rồi bây giờ mình thắng rồi, bây giờ mình bốc hay là mình nhường cho bạn nè? Nhường cho bạn ơi. Trời ơi, ga lăng quá à. Nhường cho bạn rồi. Bây giờ nè, mình cầm cho bạn bốc luôn nè. Dễ thương quá. Rồi xong chưa? Rồi đưa đây cho cô Lan nè, cô Lan đóng cái hộp lại. Rồi con đọc đi, con đọc đi. Đó là món ăn gì nè? Đọc luôn nè, đó là món mì ý sốt bò bằm. Bây giờ xin mời hai bố hãy trở về cái vị trí bếp của mình. Đó. Và 30 phút dành cho hai bố. Bắt đầu. Xin mời các bố. Mời. Bây giờ nhiệm vụ của hai con rất là khó khăn. Mình chỉ việc ngồi chễm chệ ở đây thôi. Hai bố sẽ nấu ăn, xong rồi hai bố bưng ra. Hai đứa con sẽ ăn, sau đó rồi mình chấm điểm xem là món nào ngon hơn. Thì sướng không? Sướng không? Thì khoái không? Khoái. Nhưng mà con nghĩ nè nha. Hai anh ơi, con nghĩ là bố Nhật nấu ngon hay là bố Dũng nấu ngon? Ba Dũng. Đang hỏi bên này chưa hỏi bên đó, ta hỏi bên đây thì để người ta trả lời. Ma ơi, con nghĩ là ba Nhật nấu ngon hay ba Dũng nấu ngon nè? Con nghĩ ba Nhật nấu ngon. Bây giờ tới anh đó, anh Đình Nguyên, anh nghĩ ba nào nấu ngon nè? Ba Dũng. Rồi bây giờ muốn biết là bố nào nấu ngon, và phần nấu món mì ý sốt bò bằm của bố Nhật và bố Dũng sẽ được phép bắt đầu. Đình Nguyên và Ma Anh đã sẵn sàng ngồi đây chỗ với chú Phúc và cô Lan để cùng chấm điểm xem là bố Dũng nấu ngon hay là bố Nhật nấu ngon món mì ý sốt bò bằm. Rồi ở cái phần này á, thì hai con sẽ lần lượt thưởng thức hai cái dĩa mì ý sốt bò bằm này. Tụi con ăn, tụi con cảm nhận là bên nào ngon hơn thì chúng ta sẽ cho 2 điểm, đồng nghĩa với cái bên mà không ngon bằng sẽ là 1 điểm. Tụi con nhớ chưa? Rồi bây giờ mình thưởng thức liền luôn nha. Bây giờ ăn gì rồi, này để trước. Chú Phúc lấy giùm con nha. Rồi, con đây cô Lan cũng sẽ lấy giùm con luôn. Nha, trời ơi, ngon, thơm, ngon quá. Xuất sắc nè, trộn đều với sốt nè. Ngoáy ngoáy nè. Đây em sẽ dùng cái muỗng này để em múc cái sốt lên. Ngắm đều nè. Rồi. Cô Lan sẽ đút cho con nha. Mà anh ơi, há miệng ra nè. Ôm máy bay tới nè, ôm nè, ôm. Ôm, ngồi ôi. Ngon quá. Rồi cô Lan đút cho con thêm một miếng nữa nè. Rồi, thấy ngon. Rồi có cái miếng khăn giấy nè. Cái miếng khăn giấy nè, cho con chậm môi nè. Nè, Đình Nguyên nè. Đình Nguyên cầm để chậm môi nè. Rồi, tiếp tục nha. Sau đó mình sẽ ăn tiếp một muỗng nữa nè. Trời ơi, giỏi quá. Ngon. Coi bộ ngon à. Hai bé ăn rất được. Xuất sắc nha. Rồi. Bây giờ mời hai con sẽ uống một miếng nước. Rồi. Cái đây cô Lan lao cho nè. Ngon ha. Rồi bây giờ tiếp tục mình thử qua bên kia nha. Rồi mình thử qua bên kia. Rồi mình đổi cái nĩa luôn nè. Cái nĩa này cái vị này nó khác nè. Rồi xích ra đây cho cô Lan lấy nè. Rồi đây để cô Lan lấy. Đó.
ít nè, ít nè. Rồi bên đây thì quá trời mì mà không thấy thịt đâu hết á, bên kia thì thịt quá trời thịt ha. Rồi để con lan trộn cho con nha. Bye bye tới nè hả, mì ramen ơi ơi. Ua. À. Ôi ôi. Con tự cầm được không? Thôi để con lan. Ôi giỏi quá nè. Rồi. Rồi, chậm chậm miệng nè. Rồi, đây đây đây, cô Lan đút cho con, cho con dễ ăn nha. Con chỉ việc thưởng thức thôi, còn việc đút là để cô Lan lo. Thấy không? Rồi. Ngon quá ha. Cái nào cũng ngon hết đúng không? Đó. Rồi ơi, mấy anh nói cái nào cũng ngon hết. Chết rồi, bây giờ làm sao chấm điểm đây ta? Coi bộ đây là những thực khách khá dễ tính nè. Nữa không? Nữa không? Bây giờ cái giờ này là bắt đầu giờ cao điểm rồi, cho nên ăn cái gì cũng ngon hết. Mà mì rồi giỏi có quá, bơ rồi luôn. Có bò có cà chua rồi mình ngon mình quá. Nhai nè, mình nhai mình cảm nhận nè, dĩa bên đây ngon không? Ngon à. Bây giờ giám khảo mấy anh và giám khảo Đình Nguyên sẽ chấm điểm cho hai ông bố rồi. Liệu ông bố nào sẽ giành chiến thắng? Cái đĩa đầu tiên tụi con thấy ngon không? Tụi con cho là bao nhiêu điểm? Chúng ta có hai khung điểm, một là 2 điểm, hai là 1 điểm. Nếu như dĩa này tụi con cho 2 điểm thì đồng nghĩa dĩa này sẽ là 1 điểm. Nếu như dĩa này con cho 1 điểm thì dĩa này sẽ là 2 điểm. Rồi đĩa này là Đình Nguyên cho mấy điểm nè? Dạ 2 điểm. 2 điểm. Rồi mấy anh con cho đĩa này mấy điểm nè? Dạ con cho dĩa 1 điểm. 1 điểm. Rồi đĩa đó được 3 điểm. Rồi phía bên này mấy anh cho mấy điểm nè? Dạ nè. Dạ con cho 2 điểm. 2 điểm. Rồi Đình Nguyên. Dạ con cho 1 điểm. Vậy là số điểm đang cân bằng. Bố Dũng và bố Nhật đều được các con là Đình Nguyên và Mai Anh đều chấm điểm ngang nhau. Hai bố đang ngang tài ngang sức. Bây giờ cái điều quan trọng là mình phải dỡ bảng lên. Dỡ bảng lên để biết bên nào là bố Nhật, bên nào là bố Dũng. Bố Dũng. Các con sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa nha? Hồi hộp nha. 1, 2, 3, 2, 1. Tèn tèn. Nào xây lại. Bên này là bố Dũng. Bên này bố Dũng, bên kia bố Nhật. Vậy là đĩa này là bố của Mai Anh và đĩa bên đó là bố của Đình Nguyên. Là hồi nãy con chấm cho bố con 1 điểm, con chấm đây 2 điểm lận rồi. Là con chấm cho bố của người ta 2 điểm đó. Xong rồi con á, con cũng chấm cho bố con. Con chấm cho bố người ta 2 điểm, con chấm bố con 1 điểm luôn đó. Bây giờ xin được công bố số điểm của bố Ngọc Nhật và bé Mai Anh là được 7 điểm, và bố Mạnh Dũng và bé Đình Nguyên được 6 điểm. Như vậy gia đình chiến thắng ngày hôm nay là gia đình của bố Ngọc Nhật và bé Mai Anh. Xin mời hai bố trở lại sân khấu đi nào, chúc mừng.